Tiếp theo, thầy làm chậm có phân tích động tác 3, động tác chân, nhịp 1. Bước chân cái lên, chân phải tự bằng mũi chân, hai tay co hai bên, lòng bàn tay hướng trước, cánh tay hơi khép, căng ngực. Nhịp 2, bước chân phải lên, đồng tay đồng thời vỗ tay, hóp ngực. Nhịp 3, như nhịp 1. Nhịp 4, co gối trái, chân phải đưa thẳng ra trước và tự bằng gót chân, căng ngực, mắt nhìn thẳng, đồng thời vỗ tay. Nhịp 5, chân phải lùi một bước, đồng thời đưa hai cánh tay mở sang ngang, nâng cẳng tay, bàn tay hướng trước. Nhịp 6, chân trái lùi một bước, đồng thời vỗ tay. Nhịp 7, như nhịp 5. Nhịp 8, co gối phải, chân trái đưa thẳng ra trước, tì bằng gót chân, căng ngực, mắt nhìn thẳng, đồng thời vỗ tay. 8 nhịp lần 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.